Xin chào chị Mia, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Mia ngày hôm nay các bạn nhé. Và bức tranh của hôm nay chúng ta sẽ làm một bức tranh cát hình thuyền buồm các bạn nhé. Đây là hình tranh mẫu của chúng ta này, các bạn thấy không? Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu làm các bạn nhé. Tiên chị sẽ tô cái cánh buồm này các bạn. Cánh buồm của chúng ta có màu vàng nha các bạn. À, chị mới bật mí cho các bạn này, thì đây là tranh cát đấy, nên là các bạn có thể thỏa sức sáng tạo theo cái sở thích của mình các bạn nha. Các bạn không cần phải theo hình mẫu đâu. Tuy nhiên là chị Mia làm video cho các bạn xem thì chị Mia sẽ tô theo tranh mẫu để cho các bạn thấy là bức tranh của chị nó sẽ giống tranh mẫu như thế nào các bạn ạ. Trí tưởng tượng của chúng ta rất là phong phú nha các bạn, nên các bạn thích sáng tạo theo ý muốn của mình đi các bạn nha. Chúng ta mà sáng tạo càng nhiều thì chúng ta sẽ là thiên tài đấy các bạn. Các bạn có biết không, chúng ta hiện tại là chỉ sử dụng có một bán cầu não trái đó. Thế nên là não của chúng ta đã phải hoạt động rất là nhiều, nó mất rất là nhiều công suất, bởi vì là chỉ có bộ não của chúng ta chỉ có hoạt động một bên não trái thôi. Tuy nhiên chị Mia sẽ bật mí cho các bạn một cách, đấy là các bạn hãy sử dụng đồng thời cả não phải và não trái nha các bạn. Não phải thì là sẽ não phải là nơi xử lý và các hình ảnh màu sắc, còn não trái thì là những cái con số mà và đơn sắc thôi các bạn ạ. Vì vậy nên là khi mà chúng ta sử dụng đồng thời cả bán cầu não trái và bán cầu não phải thì các bạn có thể là bộ não của chúng ta sẽ khỏe mạnh này, và chúng ta có thể học nhanh, nhớ lâu, chúng ta sẽ đi được đường dài hơn so với việc mà chúng ta chỉ đi bằng một bán cầu não ấy. Các bạn cứ tưởng tượng nhá, ví dụ như là khi mà đi học ấy, đi đến trường ấy, các bạn đi bằng hai chân hay là các bạn đi bằng một chân nào? Các bạn nếu như mà đi bằng một chân, các bạn có thấy nó vất vả không, nó có khó đi không? Chúng ta sẽ rất là mệt mỏi vì chúng ta phải đi bằng một chân đấy các bạn. Tương tự như thế thì bộ não của chúng ta cũng thế nha các bạn. Bộ não của chúng ta sẽ rất là vất vả do chúng phải xử lý quá nhiều dữ liệu, nên là chúng ta nếu mà chúng ta mà sử dụng quá thì sẽ ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta đấy các bạn. Thế nên là chị Mia, nên là các bạn hãy học cách để sử dụng não phải cho các bạn nha. Và cách để sử dụng não phải thì cũng đơn giản thôi các bạn. Ví dụ như là các bạn đi học này, các bạn sẽ sử dụng bút nhiều màu mực các bạn này, ví dụ như màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng này, màu hồng này, để chúng ta có thể ghi chép bài những cái nội dung lớn, nội dung bé chúng ta sẽ phân biệt bằng màu sắc khác nhau ấy. Thì khi mà nhìn được cái bài của mình ấy, các bạn sẽ nhìn ra rất là nhanh, rất là dễ. Hãy thử sức bằng cách học như chị Nga hướng dẫn xem nhé, xem là chúng ta có thay đổi về cái trí nhớ của chúng ta không này, là học có nhớ nhanh hơn này, nhớ lâu hơn không này. Và các bạn hãy comment lại cho chị sau khi mà có kết quả các bạn nha. Mia sẽ bật mí thêm một cách học mới cho các bạn. Các bạn có thể nhớ nhanh, nhớ lâu hơn nhé. Các bạn hãy học cách chuyển số sang hình ảnh các bạn ạ. Chuyển số hoặc chuyển chữ sang hình ảnh. Ví dụ như là con trứng này, một dù này, hai tim, ba tim, hai vịt, bốn ghế. Đấy là cách chúng ta ký hiệu. Khi mà chúng ta nhìn đến những số đấy, chúng ta sẽ liên tưởng đến một cái hình ảnh của con số đấy. Chúng ta cũng sẽ nhớ dễ dàng hơn đấy các bạn.
vào số hotline của chị nhé, 086 993 4025, hoặc là truy cập vào link Shopee chị đã để trên bài của chị nha các bạn nhé. Các bạn cũng nhớ là các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh của chị để được xem những video mới nhất của chị các bạn nhé. Xong cái thuyền của mình rồi này các bạn, còn một chú chim nữa này. Động không các bạn? Bây giờ thì chị Mia xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của chị các bạn nhé. Xin chào.